Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình chuẩn bị lắp một cái quạt trần Panasonic nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp cái quạt trần Panasonic này luôn nha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo dõi nha. Bây giờ mình sẽ khui cái thùng này ra nha các bạn. Đây là cái cánh quạt với lại cái thanh trụ nha các bạn. Thanh sắt trụ của các bạn. Còn đây là cái quạt Pana của mình này các bạn. Rồi đây là cái móc nha các bạn, cái móc để mình cố định cái quạt lên lên trần nhà nha. Đây là sách hướng dẫn nữa các bạn. Còn bên này là cái hộp số nha, cái hộp số để mình điều khiển quạt các bạn. Nó có 5 cấp độ nha các bạn, từ 1 tới 5 nha. Rồi, còn đây là cái nắp chụp này các bạn. Đây một cái nắp chụp nha. Và bên này là một cái nắp chụp nữa nha các bạn. Còn phía trong này là cái quạt chính của mình nha, là cái motor của mình nha các bạn, motor quạt nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt từng chi tiết một luôn cho các bạn xem nha. Đây là cái thanh sắt trụ nha các bạn. Đây thì cái thanh sắt trụ này các bạn, nó sẽ có một cọng dây thép ở trong nha các bạn. Thì cọng dây thép này là nó có tác dụng là để mà lỡ may cái quạt mà có rớt các bạn, thì cọng dây thép này nó sẽ là cái dây cuối cùng nha các bạn, để nó giữ cái quạt không bị rớt xuống nha, và để lúc đó mình sẽ phát hiện và mình sẽ xử lý kịp thời nha các bạn. Trước tiên mà để lắp cái thanh trụ này các bạn, thì các bạn phải nhớ luồn hai cọng dây điện vô nha. Hai cọng dây điện này là nó để nó đi trong cái thanh sắt trụ nha các bạn, để mình để xíu nữa mình đấu nối cho nó dễ nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành luồn dây điện vô nha. Rồi các bạn chú ý nha, thì cái thanh sắt này các bạn, bên này có một cái lỗ bự nữa các bạn, thì các bạn sẽ cho dây điện về phía bên cái lỗ bự này nha các bạn. Đó các bạn bẻ dây điện cho nó nằm trong cái lỗ bự này nha. Rồi vậy là mình đã xỏ xong dây điện nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối vô cái quạt nha. Thì để kết nối cái quạt các bạn để cho mình cái này nha các bạn. Đó các bạn thấy không, đây có một cái nút nhấn nữa các bạn. Thì cái nút nhấn này nó có tác dụng là nó giữ cho cái quạt, mà ví dụ như các bạn có sự cố các bạn, thì nút nhấn nó sẽ mở ra nha các bạn, và cái quạt nó sẽ ngừng quay nha. Ví dụ cái quạt này mà nó có lỡ nó rơi xuống các bạn, thì cái nút nhấn này nó sẽ bật lên các bạn, và nó sẽ cho cái quạt ngừng quay nha các bạn, để cho mình an toàn cho người sử dụng nha. Thì để mà cái nút nhấn đó các bạn, thì các bạn để cho nó nằm trong cái màu đen này nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái màu đen này lúc mà mình lắp vô các bạn, nó sẽ đè cái nút nhấn xuống nha. Thì nó đè xuống thì cái quạt nó mới quay nha các bạn. Còn mà cái màu đen này mà nó không đè xuống cái nút nhấn đó các bạn, thì cái quạt nó sẽ không quay nha. Rồi các bạn nhìn mình lắp nè. Đó các bạn thấy không, mình để vô từ từ để các bạn xem nha. Đó, đó các bạn thấy không, mình đẩy xuống là cái nút nhấn nó cũng xuống theo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành siết ốc vô nha. Các bạn lưu ý cho mình nha, thì con ốc nó có cái rãnh nữa các bạn. Đó các bạn thấy có hai bên có hai cái rãnh đó các bạn. Ở đây các bạn, ở bên này nữa các bạn thấy có một, cái này có một cái chỗ, cái nhựa có cái chỗ lồi lên nữa các bạn thấy không. Đó để mình quay cho các bạn xem nha. Đó cái chỗ lồi lên nữa các bạn. Thì các bạn đặt con vít làm sao mà cho cái rãnh của con vít các bạn nó vô ngay cái chỗ lồi lên của cái miếng nhựa nha các bạn, để cho nó giữ con vít được cố định lại nha các bạn. Để lúc mà mình vặn con vít đó các bạn, thì vặn con tán các bạn, thì nó sẽ vô, nó sẽ giữ lại cho mình, siết cho nó cứng nha các bạn, nó sẽ không bị xoay con tán của mình nha. Đó mình đã bỏ xong rồi này các bạn. Đó các bạn thấy không, cái rãnh của con tán các bạn nó sẽ vô ngay cái rãnh cái chỗ miếng lồi lên của miếng nhựa màu đen nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ lông đền vào và siết ốc nó là xong nha các bạn. Sau khi siết ốc xong các bạn, thì các bạn đừng quên bỏ một cái chốt này vô nha các bạn, chốt vô cái lỗ này các bạn. Đây nó có cho mình một cái chốt nha, thì cái chốt này nó sẽ giữ cho con vít của mình các bạn không bao giờ mà tuôn ra ngoài được nha các bạn. Mình bỏ cái chốt này vô, mình dùng kềm mình sẽ bẻ cong lên nha các bạn,
để cái chốt không có bị rơi ra khỏi cái lỗ nha. Đó, các bạn bẻ cong giống mình này các bạn. Rồi thì tiếp theo là cọng dây thép này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Phía trên này cũng có một đầu nữa các bạn. Đó, nó có hai đầu nha. Thì trước tiên mình sẽ làm cái đầu dưới trước nha các bạn. Đây cái đầu dưới này các bạn. Đó các bạn nhìn thấy ở dưới này có một con vít không các bạn? Đây, con vít nằm một mình nữa các bạn. Đó, cái này nha các bạn. Thì các bạn dùng ba ke các bạn mở con vít này ra cho mình nha. Rồi, sau khi mình mở con vít ra xong này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bắt cọng dây cáp này vô nha các bạn. Đó. Thì cọng dây cáp nó sẽ có một cái lỗ nha các bạn. Mình sẽ cho con vít vào cái lỗ cọng dây cáp các bạn. Rồi mình sẽ vặn con vít vào lại cái vị trí cũ nha các bạn. Vặn cứng lại là được nha các bạn. Đây, mình đã vặn xong rồi các bạn. Các bạn nhìn nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu dây nha. Thì ở đây nó có 4 cổng nữa các bạn. Nhưng mà mình chỉ xài hai cổng giữa thôi nha các bạn. Đó, còn cổng này là cổng dây te, cổng này là cổng dây đi xuống cái tụ nha. Thì mình cứ bỏ trống cho mình nha. Rồi, mình đã đấu dây xong rồi nè các bạn. Rồi, các bạn nhìn các bạn đấu giống mình nha. Mình chỉ xài hai cổng giữa thôi các bạn. Hai cổng hai bên này mình không có đấu gì hết nha. Mình bỏ trống nha các bạn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ lắp hai cái nắp chụp của nó nha các bạn. Đây là hai cái nắp chụp của nó nè các bạn. Thì nắp chụp này nó sẽ che cái chỗ này lại nha các bạn. Để gắn nắp chụp này các bạn thì ở đây nó có hai con vít nữa các bạn. Hai con vít này nó sẽ cố định cái nắp chụp này lại nha. Bây giờ mình sẽ mở hai con vít này ra nha các bạn. Rồi. Thì tiếp theo mình sẽ gắn nắp chụp này vô cho các bạn xem nha. Thì các bạn để ý cái nắp chụp này các bạn. Nó sẽ có hai nắp nha. Mà một nắp á thì nó sẽ lồi, mà nắp nó sẽ có cái chỗ sâu vô nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn này, chỗ này nó có một chỗ sâu vô này các bạn. Đó, có cái lỗ các bạn thấy không? Bên này có cái lỗ này các bạn thấy không? Thì các bạn gắn cái nắp có cái lỗ trước nha. Còn cái nắp này thì có một cái chỗ nó nhô lên các bạn. Thì cái nắp này các bạn sẽ gắn gắn sau cùng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái nắp này trước nha các bạn. Thì để gắn con vít này, con cái nắp này vô các bạn. Thì bên này sẽ các bạn sẽ cần vặn con vít vô nha. Đó, con vít mà hồi nãy mình tháo ra đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ vặn vô lại nha các bạn. Đó, mình đã làm được một bên này các bạn. Thì cái bên này có cái bên thứ hai này các bạn cần lưu ý nha. Thì các bạn lắp làm sao mà cái chỗ lồi lên này các bạn nó sẽ khớp vô hai cái lỗ ở cái nắp chụp bên kia nha các bạn. Đây. Mình sẽ cho vô hai cái lỗ của nắp chụp bên kia nha. Để cho nó gài vô cho nó được chắc chắn các bạn. Đó, hai lỗ hai bên này các bạn. Rồi, như vậy là đã xong phần nắp chụp rồi nha các bạn. Giờ tiếp theo mình sẽ chuyển qua gắn cánh quạt cho các bạn xem nha. Đây là cái cánh quạt của mình này các bạn. Thì cái cánh quạt này mình nghĩ là ráp rất là đơn giản, chắc ai cũng biết các bạn. Cho nên phần này mình sẽ đi nhanh nha. Thì các bạn lưu ý là cánh quạt này bạn các bạn gắn á, thì cái phần mà xấu này các bạn sẽ cho nằm lên trên nha. Đó, và các bạn siết ốc vào nữa là được nha các bạn. Rồi, mình đã ráp xong hết các cánh quạt rồi các bạn. Thì lần cuối cùng là các bạn phải kiểm tra lại mấy con vít mình đã vặn kỹ cho nha các bạn. Tại mấy cái này rất là quan trọng nha. Các bạn mà vặn không kỹ là nó sẽ rơi và nguy hiểm nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ tiến hành đi treo cái quạt lên lên trần cho các bạn xem nha. Khâu trước tiên mà để chuẩn bị mà treo cái quạt lên các bạn thì các bạn phải nhớ vặn cái nắp chụp thứ hai, các bạn phải bỏ cái nắp chụp thứ hai vô trước nha mà cho mình nha. Thì để mà bỏ nắp chụp thứ hai vô các bạn thì các bạn phải mở con vít này ra này các bạn. Đây, bạn phải mở con vít này ra nha. Sau khi mở ra xong thì các bạn sẽ cho cái nắp chụp thứ hai vô nha các bạn. Và cái nắp chụp này nó sẽ nằm ngược chiều lại với cái nắp chụp thứ nhất nha. Sẽ nằm úp lên trên phía trên nha các bạn. Đó, các bạn chỉ cần cho vô và đẩy mạnh xuống là nó sẽ xuống các bạn. Rồi, mình siết con ốc vô lại là xong nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành treo cái bát treo của cái quạt nha các bạn. Thì đây là cái miếng nhựa của cái bát này các bạn sẽ cho vô cái móc sắt ở trên trần nha. Đây các bạn hãy cho vô giống mình nè các bạn. Đó các bạn cho vô nha các bạn làm sao mà cho cái miếng nhựa đó các bạn nó vô trong cái vòng tròn nha các bạn.
vòng tròn của cái móc trên trần xuống các bạn. Thì cái vòng nhựa màu đen này các bạn, nó có tác dụng là nó sẽ giảm thiểu cái sự rung lắc của cái quạt nha các bạn. Rồi mình đã cho xong vô cái miếng sắt rồi các bạn. Còn cái phần dưới này các bạn sẽ cho vô cái lỗ này nha. Đó, trên cái quạt có cái lỗ này các bạn, nó có cái lỗ thâu thâu vai luôn nha các bạn, nhìn xuyên qua luôn nha. Thì các bạn cho phần dưới của cái bát treo này các bạn vô ngay cái lỗ đó nha các bạn. Đó, mình đã cho vô xong rồi này các bạn. Rồi thì bây giờ bước tiếp theo là các bạn cho cái miếng thép này các bạn, cái sợi cọng dây thép các bạn, để quấn vô cái sắt nha các bạn. Để cho lỡ may mà cái quạt mà nó có rớt các bạn thì cái cọng dây thép này các bạn nó sẽ dính lại, nó dính lại cái sắt nha. Nó sẽ không bị rớt cái quạt xuống nguy hiểm nha các bạn. Thì các bạn quấn một hai vòng qua bên cái sắt, qua cái sắt các bạn. Để cho nó đảm bảo nha. Đó, các bạn thấy mình quấn không? Các bạn cứ làm giống mình là được nha các bạn. Rồi khi mà quấn xong các bạn thì các bạn sẽ tiến hành bắt vít vô cái con vít này nha. Thì con vít này thì nó làm để mình bắt cố định còn dây thép mình lại đó các bạn. Rồi mình đã vặn xong rồi nha các bạn. Rồi dây nguồn vô mình cũng đã nối xong rồi nha. Đây cọng thép thì nó quấn một vòng qua bên cái sắt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy cái nắp chụp lên nữa là siết lại nữa là ok xong cái phần lắp ráp quạt nha. Rồi bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt cái hộp số này nha các bạn. Đây là mặt sau của hộp số này các bạn. Thì để mà coi phần trong của hộp số thì bây giờ mình sẽ bỡ con vít dưới này ra cho các bạn xem phần trong của nó nha. Đây là phía trong của nó này các bạn. Đó các bạn, phía trong đó thì nó có hai tiếp điểm nha các bạn. Một là số 1 và một bên là cái hiệu là chữ L nha. Thì cái bên số 1 các bạn là các bạn sẽ cho dây nóng từ nguồn vô nha các bạn. Còn bên chữ L là các bạn sẽ cho dây nóng từ công tắc đi lên cái quạt nha. Bây giờ mình sẽ khoan bắt cái bát này vô đây nha các bạn. Mình đã bắt xong cái bát vô tường này các bạn. Thì tiếp theo là tới phần đấu dây nha. Thì đây là các bạn, đây là cọng dây nóng nha các bạn, dây nóng từ nguồn vô nha các bạn, mình chừa để chuẩn bị mình đấu nối nha. Còn cọng dây này là cọng dây từ quạt xuống nha các bạn. Đây, cọng dây này là từ quạt xuống nha. Thì như mình đã nói với các bạn á, là cọng dây từ từ quạt xuống các bạn, có nghĩa là cọng dây từ cái hộp số mà lên để điều khiển quạt các bạn. Các bạn sẽ đấu vô cái chữ L cho mình nha. Còn mà cọng dây mà mình sẽ câu từ nguồn qua các bạn để cấp nóng cho cái cụm điều khiển này các bạn, thì các bạn sẽ đấu vô số 1 cho mình nha. Mình đã đấu dây xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đẩy cái nắp này lại nữa là xong phần lắp ráp cho cái hộp số này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đã đấu xong hộp số rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bật quạt lên thử cho các bạn xem nha. Đây, quạt mình hiện tại đang đứng im nè các bạn. Giờ mình sẽ bật nha. Bật từ số 1 lên nha các bạn. Đó, cái quạt này bắt đầu quay nè các bạn. Và số 1 là cái số mà nó sẽ quay chậm nhất nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bật tới số 5 cho các bạn xem nó quay mạnh nha. Đó, nó bắt đầu quay mạnh lên nè các bạn. Thì số 5 sẽ là cái số mà tốc độ quay nhanh nhất nha các bạn. Rồi, thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ với các bạn hết tất cả những cái chi tiết mà để lắp đặt một cái quạt trần Bana nha các bạn. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nha.